đe dọa, khủng bố, gây sức ép tinh thần. Nó đem xe tới, nó chở quần, chở áo, tivi, đầu máy, cái gì trong nhà, nói chung là trong nhà mình vật dụng thì nó lấy hết. Thôi nó khá như vậy, nó tạc như vậy, ai mà chịu cho nổi. Đối được, chủ mưu làm sao thì nó bất bằng, rất là khó xử. Đôi nợ thuê đang lộng hành dịp cuối năm. Khủng bố tinh thần, rồi ngang nhiên dùng ô tô chở hết đồ đi để xiết nợ. Sau cái ngày mùng 4 là đêm đó nó khống chế hai vợ chồng. Nó bảo là giờ phải viết giấy nợ cho nó. Là tin tiếng là bác bảo là bây giờ phải viết giấy nợ cho tôi là 100 triệu. Thì mình nói thật là lúc đó vợ chồng mình hoảng. Là cứ nghĩ thôi thì cứ viết cho nó, rồi tính sau. Góc độ tình cảm anh em thì em chỉ muốn giúp cho Ipro đòi cái nợ đó về. Nhưng mà trong cái quá trình đi đòi nợ thì vì một số cái lý do nên em đã vi phạm pháp luật. Nghiêm trọng hơn, đòi nợ không chỉ cướp tài sản mà còn đoạt cả mạng người, như sự việc vừa xảy ra ngày 28 tháng 10 vừa qua. Là một chạp cái nó điện về gia đình nó đem ra 30 triệu. Sau một xíu nữa là nó kêu ra nhận xót về. Sử dụng hung khí nóng, bắn vào xe khách, ra tay uy hiếp con nợ chính là cách mà một băng nhóm giang hồ ở phố núi Đắk Lắk đã dùng để đòi nợ thuê. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, vì mâu thuẫn cá nhân, tiền bạc, nhiều gia đình đã bị khủng bố bằng tạt sơn đỏ, đe dọa mạng sống. Tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi, gây bất an cho người dân. Cũng khoảng tầm 30 người, thì lúc đó thì có chồng em ở nhà, thì có kêu công an đến can ngăn giùm, thì họ đi. Nó phá như vậy, nó tạt như vậy, ai mà chịu cho nổi. Buổi sáng hả, cứ 1-2 giờ là thức dậy là hôi quá, chịu đâu nổi, ngủ đâu được. Bà con hàng xóm người ta cũng phàn nàn nữa thì làm sao. Dịch vụ đòi nợ thuê hiện nay đang ngày càng biến tướng, có dấu hiệu cấu kết băng nhóm, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đối tượng chủ mưu làm sao thì nó núp bóng, nó không có ra mặt, rất là khó xử lý. Trước cái tình hình này thì đối với các vụ việc mà người dân báo thì công an thành phố cũng có chỉ đạo các cái địa phương, các cái đơn vị ở địa bàn á khẩn trương đến nắm bảo vệ người dân, tránh các cái hoạt động gây rối an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù đã có một số tỉnh thành đề xuất cấm hoạt động đòi nợ thuê, tuy nhiên hiện tại đây vẫn là hoạt động hợp pháp và được nhiều đối tượng lợi dụng để biến tướng, gây mất trật tự xã hội. Mặt khác, nguồn sống chính của hoạt động đòi nợ thuê vẫn là từ các giao dịch tín dụng đen, nên người dân cũng cần lưu ý tránh xa những loại giao dịch vốn đã cho thấy quá nhiều vấn đề rủi ro đã xảy ra trong thời gian qua.